Đúng rồi, sợ rồi, đúng rồi. Sợ bị lừa. Giờ em chưa làm gì luôn, tao chỉ muốn làm nhỏ thôi. Thôi anh chạy đi qua chỗ đó chỗ bắt cóc nó lại. Rồi bên đường núi thầm. Đã không? Đang vui không? Thôi. Cũng có đen. Màu màu một đỉnh kia ta mới dùng biện pháp, còn không thôi bình thường thì đúng rồi, nhưng mà ấy là cũng như khách bình thường của mình đó, mấy khách kia thôi. Đang học nghề à? Nằm thì không ngủ được, đang ngồi dậy là mắt mở không ra được, đục lặng.
Sợ mụn mà không sao.
Thank you.